Ngay chỗ này thì cái đá xuống đường xuống rất là trơn đúng không? Đó, đá bự chưa? Không có viên đá nhỏ để kê luôn. Nên là bây giờ chúng mình sẽ tháo giày để đi xuống chỗ 7-8 dưới kia. Cái này mang mấy đôi giày mà không có ga yếu yếu là đi là trượt đá liền à. Mấy thanh niên, mấy em nhỏ đang đi tắm suối. Thì khung cảnh như này thấy rất là vui luôn á, thiên nhiên tâm người quá. Đây nè, đá giang ở đường Phổ Nhơn cũng giống này nè, giống như vậy luôn. Đó, chỗ này là mình đã tới chỗ cái suối người ta hay tắm ở suối Chí nè các bạn. Lẹ ngồi để đùa nè, ngồi dưới được rồi, cầu vô đó đi. Hỏa quá đỏ mèo lạnh lắm. Có phê đó thì ở đây chơi free các bạn, miễn chú biết là chỗ nào mới đẹp nè. Số phong gì số phong đó, chỗ này khách người ta chơi chỗ này nè các bạn. Còn dưới kia thì có mấy trò chơi cáp á, là bỏ tiền ra chơi cũng vui. Đây là trang đỉnh ngay chỗ mà người ta quy hoạch lại để mà lên chơi nè. Chỗ này là chốt cuối cùng rồi á. Bây giờ mình sẽ quay lại và mình xem suối, cảnh suối ra nha. Đây là rất là trơn nha các bạn, mình đi phải cẩn thận nha. Đó, đây cho nó khô bớt. Đây là cảnh phía dưới nè, suối nó đi xuống dốc luôn á. Nãy giờ là mình lên dốc á, nó sẽ chạy miết xuống thành giống như một cái hồ, cái sông phía dưới cổng vào luôn. Các bạn thấy cảnh không?